Ajinomoto. Không, hello quý vị, cô Hoa và Ý Minh xin chào quý vị đang xem chương trình nấu ăn bếp gia đình cùng với cô Hoa. À, mới vô Ý Minh chào đại học lớn câu chào của người Nhật là tại vì hôm nay như cô Hoa bảo muốn Nhật ha. Gì đó hả? Dạ. À, thì hôm nay cô Hoa đãi món Nhật thưa quý vị, mời cô Hoa giới thiệu ha. Dạ, hôm nay mình làm cái món Nhật nha quý vị, bị hôm nay có bạn mời tiệc á, cho nên mình làm để mình đem đi mỗi người món cho vui. Thì cái món này là dễ ăn nhất, không có cần đũa muỗng gì hết á, nó vừa đẹp mà thành thử cũng dễ làm nha. Thì dạ, cái nguyên liệu vật liệu mình sẽ giới thiệu cho quý vị là cái nó rất là dễ làm nha. Có cái là có thể là mình không phải là sư phụ cuốn chim mông cuốn, thành thử nó không có đẹp như sư phụ thứ thiệt, nhưng mà thôi mình lâu lâu mình mới ăn lần, thành thử mình cuốn miệng nó làm sao mà nó thành cái cuốn sushi là được rồi nha quý vị. Dạ, rồi bây giờ trước khi muốn cho nó giống người Nhật thì mình đi thay sumi kimoto hả, kimono gì đó. Đây nè quý vị, nếp và gạo mình đã vo sạch, mình cho nước. Ở đây là mình cử 2 cup gạo, gạo thường của mình á, 1 cup nếp. Nếu có gạo Nhật thì càng tốt, gạo Nhật ngon lắm quý vị. Nhưng mà gạo chính hiệu của Nhật, lúc mà mình, bởi vì tôi có 2 người chị ở bên Nhật á, tôi thường hay đi Nhật lắm, cho nên cái gạo Nhật ăn rất là ngon, nó dẻo mà nó thơm, nó ngon lắm quý vị. Mà bây giờ mình có đi chợ đại hàng mua cũng cái gạo cũng không có giống ở bên Nhật được, thành thử mà vả lại mình mua cũng không có. Lúc này tôi không có thấy gạo để làm sushi thì mình không có sao hết. Bà chị tôi ở bên Nhật á, bà cái chị là cứ lấy 2 cup gạo, 2 phần gạo, 1 phần nếp là mình nấu thì nó mình có thể mình làm sushi được nha quý vị. Thì bây giờ mình đã vo sạch rồi thì nước á là tôi lường khoảng 1 lóng tay. Một lóng tay nếu mà gạo mới á thì cho ít lại tí xíu thôi, còn không thì 1 lóng tay cũng được. Còn gạo của mình mà quá cũ á, mình cho hơn 1 lóng tay một chút xíu nha quý vị. Bây giờ mình đem đi cho vô nồi cơm điện để mà nấu. Hôm nay mình làm 3 thứ sushi. Một là tôm, 2 là mình làm cái cua giả này. Ở đây mình mua ở chợ Nhật hoặc là chợ Fmart nó đều có hết, rất là tiện, nó thơm lắm quý vị. Mình có thể mình xé nó ra đó, rồi mình cắt nó nhỏ một chút xíu, tôi sẽ tiến hành tôi làm nha. Và cái trứng cá, trứng cá đây mình mua cái chợ Fmart đó quý vị. Đây, và cái món thứ ba là mình làm bằng cá tuna. Cái cá tuna ở bên Nhật nó bà lon rất là ngon, nhưng mà bây giờ mình không có thì tôi thấy mua cái cá này làm cũng được. Cái này rẻ lắm quý vị, hình như có 1-2 đồng hay là bao nhiêu á, một bịch như vậy là mình cũng làm được 1 cuốn tới 2 cuốn sushi rồi quý vị. Thì cái cá tuna này á, là mình sẽ trộn với lại cái sốt sermoneo, cái sốt sốt trắng này nè quý vị, và tí xíu bồ tạt hay là bất cứ cá hộp nào cũng được, quý vị thấy ngon rồi mình làm, hoặc là thịt bò hay cái gì cũng được, mình ướp xong rồi mình làm cho nó chín rồi mình cuốn cũng được cái nhân của nó đó. Tất cả các cái loại sushi á là mình nên có cái bơ mình cắt, và phải có dưa leo nha quý vị. Và trứng thì một lát mình sẽ tráng cái trứng mỏng thành một miếng bằng cái miếng rong biển vậy đó, rồi mình lót ở dưới rong biển, ở trên là trứng. Thì trứng mình có cũng được, không có cũng được. Và cái đây là cái ở bên Nhật á, người ta không có thì giờ nhiều, cho nên người ta ăn cơm xong rồi người ta rắc những cái này ngon lắm quý vị, rắc lên cơm. À, mình có thể mình mua chợ ít mát á, quý vị mua để dành ở nhà, nhiều khi mình chợ nó đóng cửa hay là mình không có đi được á quý vị, thì mình nấu cơm mình rắc cái này lên ăn. Trong này nó có 5 bịch như vậy nè quý vị, một lần ăn á, một người mình ăn chừng 1 bịch. Ở trong này là nó có cá ngừ nè, rồi salmon nè, rồi rong biển nè, rồi mè nè,
nó trộn cho mình hết, rất là vừa ăn. Mình trộn vô cơm thì cái sushi á, mình có thể mình rắc thêm cái này lên trên mặt cho nó đẹp nha quý vị. Ăn thua mình thôi nha. Thì và sushi thì bắt buộc mình phải có lá rong biển. Thì quý vị mua hiệu nào cũng được, mình mua cái hiệu mắc tiền chút thì nó ngon, mà mấy cái này cũng rẻ lắm nha. Thì cái lá rong biển và đương nhiên là phải có cái miếng cái chiếu này. Cái chiếu này để mà mình cuốn đó quý vị. Thì cái chiếc chiếu này á, trước khi mình cuốn mình chụp cái food wrap lên để cho nó không có gì dơ cái miếng chiếu, và cái thứ hai mình dễ lấy ra nha quý vị. Đó, thì cái miếng này lúc nào mình cũng phải có ở trong nhà hết. Và phải có giấm nhật. Đây, giấm nhật đây mình mua ở chợ Đại Hàn. Còn nếu không có giấm nhật á, cũng dễ lắm quý vị. Mình có thể là làm thí dụ 2 muỗng canh giấm của mình, giấm thường ở giấm trắng của mình, thì là nửa muỗng canh đường, đường cát. 2 muỗng giấm, nửa muỗng, 2 muỗng canh giấm, nửa muỗng canh đường, và nửa muỗng, ít hơn thôi, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 thôi, 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng giấm, nửa muỗng đường và 1/4 muối. Mình trộn đều xong rồi mình lấy cái đó mình trộn vô cơm. Bởi vì cái gạo, cái cơm làm sushi á, bắt buộc phải có cái giấm mà chua chua ngọt ngọt này à, thì nó mới ra cái mùi sushi nha quý vị. Từ từ mình sẽ hướng dẫn từng bước cho quý vị ha. Rồi trong cái ăn đó là mình phải có cái gừng này nè quý vị. Cái gừng mà mình mua ở chợ ép mát nó có bán nha. Hoặc là ở nhà mình ngâm cũng được, nhưng mà lâu lâu mình nó ăn lần thì mình nó ngâm. Mình chỉ mua như vậy thôi. Ăn người Nhật lúc nào cũng có cái gừng này. Và cái gừng này và cái củ cải trắng, người ta bào nhuyễn, thiệt là nhuyễn. Đó, rồi người ta cũng rửa sơ qua với chút giấm là ăn. Bây giờ mình làm tôm trước nha quý vị. Thì cái tôm này một lát, mình làm xong rồi mình sẽ rắc một miếng bột, cái bột chiên xù của quý vị, để mình chiên con tôm nha. Nhưng mà chiên thì con tôm cong cong như vậy là mình không có cuốn được. Thì mình phải làm sao cho nó đừng có cong. Mình sẽ hướng dẫn cái cách nha quý vị. Thì tôi nghĩ là chắc cũng những người lớn tuổi kinh nghiệm nấu ăn thì đã biết rồi. Nhưng mà mình chỉ nói với nhóm trẻ trẻ mà chưa làm qua. Và cái tôm này á, mình rửa bằng muối, lau cho nó thật là khô nha quý vị. Đây là tôm đông lạnh. Bây giờ mình tiến hành mình làm từng đó, mình làm tôm trước để ướp tôm. Ở trong này á quý vị, mình nên ướp tôm á, thường lúc nào tôi cũng ướp một chút xíu đường vô hết quý vị. Tôm không phải là mình ướp muối mà nó tươi đâu nha mấy quý vị. Mình nên ướp đường, mình ướp bằng 1/4 cái muỗng cà phê đường thôi. Ướp chút cho cái con tôm này nó, cái thịt mình ướp đường đó quý vị. Con tôm á, mình ăn nó giòn lắm, nó trong mà nó giòn lắm. Cho nên là mình ướp chút xíu tôm này nè quý vị. Mình nên ở đây nè, cái mà nhọn nhọn cái đuôi này nè quý vị nên ngắt bỏ đi. Nhiều khi mình ngắt bỏ thì cái đuôi nó mới xè ra lúc mình chiên nó mới đẹp. Thì con tôm này á là mình đã lấy cái chỉ dơ của nó ra rồi nha quý vị. Thì mình khứa ở chỗ này nè quý vị. Khứa nhẹ khoảng 3-4 đường gì đó. Quý vị khứa xong rồi, bây giờ đè con tôm xuống, đè xuống, nó sẽ kêu một cái bực, là cái gân của nó bị đứt ra đó quý vị, nó con tôm là sẽ thẳng. Đó, mình chiên á là mình chiên với bột chiên tôm hoặc là bột chiên xù đều được nha quý vị. Mình nhúng nó vô không cần phải nhúng trứng hay gì hết á, chỉ là lăn cho nó vô bột để mình chiên cho con tôm nó hơi có chút bột, nó giòn giòn thôi. Cái gì cũng đừng có đè mạnh quá nha, nó với lại đừng có cắt sâu quá. Mình chỉ đè mình nghe nó kêu một cái rụp một cái là nè, cái gân nó giãn ra quý vị là được rồi. Và mình lấy mấy cái cây này nè quý vị, mấy cây xia này mình rửa sạch rồi. Thì mình ghim từ ở trên này đi. Cái gì ghim sao mà con tôm nó thẳng nha.
nó thẳng như vậy là được rồi. Ghim nó ở khoảng giữa đó, gần ở dưới cái bụng nó. Ở đây mình 6 con thì làm được 3 cuốn, mỗi cuốn mình làm 2 con. Quý vị ghim cho nó xuống cái đuôi luôn nha quý vị, nó mới thẳng con tôm được. Khi mình chiên xong rồi mình sẽ lấy cái cây này ra, lát mình sẽ rắc một miếng cái bột chiên. Bây giờ mình chưa làm đâu, mình làm mình chuẩn bị sẵn như vậy thôi, rồi mình cho vô tủ lạnh nha quý vị. Mình cho cái cá thu nà này vô tô. Đây nè quý vị, ở đây là 2 gói cái cá thu nà đó, cũng làm được khoảng 3 cuộn đó quý vị. Cái sốt salmone này vô, cái này ở ngoài chợ siêu thị chỗ nào cũng có bán đó quý vị. Cho khoảng 1 muỗng canh. Có nhiều người người ta không có cho, nhưng mà tôi làm rồi bà chị ở bên Nhật á, bà nói cho mấy cái này vô á, với lại chút xíu bồ tạt nha quý vị. Cái bồ tạt thì mình đừng có cho nhiều, cho khoảng chút thôi, bởi vì cho nhiều quá nó nồng dữ lắm, có nhiều người ăn không được. Khi nào mình ăn thì chấm ở ngoài. Đây mình trộn đều 2-3 cái thứ này lại, chút tiêu vô nha quý vị. Mấy cái nguyên liệu này nè mình chuẩn bị hết rồi, mình cho vô tủ lạnh. Khi nào mình cuốn mình lấy ra, như tôm hồi nãy á, mình cũng ướp chút đường rồi, thì mình làm xong hết rồi mình cho vô tủ lạnh, khi nào mình cuốn mình mới lấy ra nha quý vị. Mình chuẩn bị hết những cái nguyên liệu này. Bồ tạt quý vị đừng có cho nhiều nha, nó nồng dữ lắm, mình chỉ cho một chút cho nó có mùi vị, nó hơi nồng nồng một chút thôi. Cái cua giả này nè quý vị, quý vị để nguyên một cây cuốn cũng được. Thì mình làm hai cái cách, hoặc là quý vị xé nó ra, cắt nó ngắn ngắn như vậy nè quý vị, rồi mình xé nó ra, mình xé nhỏ nó ra, tách cọng nó ra, thì nó có mùi cua thơm lắm quý vị. Nên là quý vị mà nó xé xong rồi nha, cũng cho khoảng một muỗng canh đầy nữa quý vị, một xíu bồ tạt thôi. Hồi nãy cho cũng hơi nhiều quá quý vị, bây giờ ở đây mình cho chừng một cái đầu đũa vậy thôi, nó nồng dữ lắm. Giờ mình bóp đều nữa. Quý vị có thể nhân bất cứ nhân gì quý vị thích, thí dụ như chả hay là răm bông hay là trà bông cũng đều được hết. Mình muốn làm cái nhân nó bằng cái cách nào cũng được, nhưng mà ở đây là đúng cái của Nhật nha quý vị. Bị gia đình mình có 2 người chị ở Nhật là 30-40 năm rồi. Có một người chị là làm bếp cho tòa đại sứ Nhật, năm nay chị 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà cái hướng dẫn là cái bà chị thứ năm. Chị này bà nấu ăn ngon lắm, bà là chỉ tôi làm nhiều món của người Hoa. Bị chị ở Chợ Lớn đó quý vị, rồi cái chị đi vượt biên. Cái bà chị thứ hai thì làm cho đại sứ Nhật, cho nên được đi theo tòa đại sứ đi qua Nhật rồi, sau năm 75 á. Rồi cái là bà chị thứ hai đi vượt biên, thấy bà chị thứ nhất một mình ở bên Nhật lẻ loi quá, cho nên chị cũng đi Nhật, cho nên hai bà chị bên Nhật. Thỉnh thoảng chừng 1-2 năm là mình cũng đi Nhật chơi, đi thăm hai người chị. Rồi bây giờ mình trộn cái này xong rồi cũng cho vô tủ lạnh nha quý vị. Ở đây là 5 cái trứng, mình đập trứng vô trong một cái tô này. Có trứng cũng được, không trứng cũng được nha quý vị. Nhưng mà tại vì mình muốn có màu xanh của rong biển nè, màu trắng của cơm nè, rồi màu vàng của trứng nè, và dưa cà đồ nó có màu xanh nữa, cho nên mình muốn làm nó vừa ngon mà vừa đẹp nha quý vị. Mình đánh nó lên. Bây giờ mình cắt dưa leo ra nha quý vị. Dưa leo á quý vị nên lựa những cái trái mà nó thẳng như vậy nè ha, thì nó dễ cuốn hơn. Nó cong cong cũng được, nhưng mà cong ít thôi, đừng có cong quá thì nó hơi khó. Đây cái nồi cơm nếp nó đã xong rồi, nồi cơm Nhật đó, thì mình đừng có bỏ vỏ nha quý vị, mình để giữ cái lớp vỏ lại. Bỏ bớt cái ruột. Cái dưa này nè, cái vỏ nó mềm, nó giòn lắm, thành thử mình không cần phải bỏ. Nghe nè quý vị, dưa leo mình cắt như vậy, đừng có cho nó quá to mà cũng quá nhỏ nha quý vị. Khoảng 2-3 phân như vậy nè quý vị. Còn bơ á, khi nào mình
gần cuốn mình mới cắt. Một lát mình trước khi cuốn á mình sẽ cắt cho quý vị coi sao nha. Bởi vì bơ mà mình cắt sớm quá đó, cái mình sợ nó ra gió cái nó hơi nó đen, không có đẹp. Để khi nào mà gần cuốn rồi đó mình chuẩn bị hết rồi cái là mình mới cuốn. Cuốn rồi mình, trước khi cuốn mình cắt bơ mình cho vô. Bây giờ mình chiên trứng nha quý vị. Chảo nó nóng rồi mình cho tí dầu vô thôi, đừng có nhiều. Trứng mình đã chiên xong rồi quý vị. Để cho nó nguội rồi mình mới cuốn nha quý vị. Chứ nó còn nóng quá mình cuốn ngay cái cuốn nó sẽ bị đổ mồ hôi. Giờ mình mở lửa lớn lên nha quý vị. Mấy cái con tôm nè, mình đã tẩm cái bột chiên xù này, cái bột này. Lúc mình chiên á quý vị đè cái đuôi này ra cho nó xè ra nha quý vị. Đúng ra cái tôm này nè quý vị là mình phải sử dụng bằng cái bột tempura của Nhật. Nhưng mà sự thật chợ đại hàng ở đây, chợ Việt Nam cũng có bán bột tempura. Cái bột tempura đó là mình pha với lại nước đá lạnh rồi mình mới cho bột vô, chứ không có pha nước thường quý vị. Nên vì ở nhà mình không còn bột tempura thì nữa mình xài bằng bột chiên xù cũng được nha quý vị. Bột tempura rồi mình cho vô, trộn vô nước rồi cho vài cục đá vô để cái nước pha với bột tempura là nó phải là nước có nước đá. Rồi mình mới nhúng con tôm này vô bột tempura rồi mình mới chiên. Và cái bột tempura đó mình có thể chiên ngoài cái tôm nè, rồi khoai lang, đậu bắp, lá tí tô hay là đậu que. Cái đó là cái món là kêu bằng tempura hả? Dạ, mình vô nhà hàng Nhật nó có món tempura là các cái rau củ á quý vị. Tại bây giờ mình không có bột tempura thì mình chiên bằng bột chiên xù cũng được nha quý vị. Bây giờ bắt đầu chảo nó nóng rồi thì mình cho vô chiên ha. Tôm nó mau chín lắm quý vị, đáng lẽ mình cho dầu nhiều. Nhưng mà mình làm ít quá à, mình thử coi cũng như vừa vừa. Những con tôm nó chín là được nha quý vị. Đây, tôm nó là như vậy nè quý vị. Lát nó nguội rồi mình rút cái cây đó ra nha. Bao nhiêu cơm nè quý vị? Mình cho khoảng một muỗng canh giấm là để làm sushi á quý vị. Còn nếu không có giấm này á, mình lấy giấm thường của mình cũng được. Thì mình pha là 2 muỗng canh giấm, nửa muỗng canh đường và 1/4 cà phê muối. Quậy đều trộn vô là được. Bây giờ mình có giấm Nhật thì mình xài giấm Nhật nha quý vị. Giờ trước nhất á, mình cho một muỗng canh trước, mình trộn nó lên. Cái liều lượng mà cho giấm đó quý vị không có nhất định nha. Mình đừng có cho nó quá ướt hoặc là quá khô, nhiều quá cũng không được. Mình thấy nó cái cơm nó dẻo dẻo là được rồi. Chứ nếu nó khô quá cũng không được mà nó ướt quá cũng không được. Nhớ nha quý vị, cái đây là mình 2 phần gạo 1 phần nếp, chứ không phải gạo không đâu nha quý vị. Bơ quý vị đừng có mua nó chín quá, mà cũng đừng có mua nó sống quá, nó hơi mềm mềm vậy là được nè quý vị. Bây giờ mình cuốn cái tôm này trước nha quý vị. Mình lấy một miếng cái mặt láng đó là mình để ở dưới. Ở đây nó có cái sọc sọc ngang nè quý vị, để ngang như vậy. Một miếng trứng lên. Ai mình muốn rờ vô quý vị, mình cho miếng giấm này nè, pha một chút nước để mình thoa lên cái tay mình. Mình cho một chút Germany với lại bồ tạc chừng một đầu đũa thôi nha quý vị. Mình trộn đều nó. Quý vị cho cái này cũng được, không cho cũng được. Nhưng mà cho cái sốt này lên á thì nó béo lắm, nó béo mà nó ngon hơn. Như vậy là mình cuốn nha quý vị. Quý vị hai cái tay giữ cái dưa với lại cái tôm này lại, giữ nó lại. Quý vị bóp cho chặt nha, bóp cho đều á. Giờ nếu quý vị muốn cho nó vuông á thì quý vị bóp vuông. Quý vị cắt chưa có quen đó, mình cắt chưa quen thì mình phủ cái food shop này lên. Và cái phải thủ một cái khăn ướt để đi lau con dao cho nó ướt đó quý vị. Quý vị cắt nó thì không có bị cái cơm không có bị theo cái con dao, dính vô con dao. Bây giờ trước tiên là mình cắt nó ra làm đôi trước nha quý vị.
Đây nè quý vị, cái màu nó vàng xanh. Cái món đây là tôm nha quý vị. Đây nè quý vị, mình bây giờ mình đã rải cơm ra, mình làm món thứ hai là cái món trứng cá nha quý vị. Đây là trứng cá đây. Vì trứng cá nó không có mùi vị nào nhiều, ít thôi. Cho nên mình rắc cái này lên. Cái này nó có mùi vị hết. Trước tiên là mình rắc cái này lên trước nha quý vị. Ở trong này nó mặn mặn, vừa ăn lắm quý vị. Xong rồi mình múc trứng cá lên. Xong rồi quý vị lấy một miếng phước sáp, mình đậy nó lên. Rồi mình lật ngược cái vì mình sợ mình úp nó xuống cái thớt này đó quý vị, cái trứng cá nó dính. Cho nên mình cho một miếng phước sáp lên, mình lật ngược lại. Miếng này nó hơi nhỏ, chứ nếu mà mình cái miếng của mình dài hơn, lớn hơn á, thì mình có thể mình xếp lên vậy. Vì nó nhỏ cho nên mình phải làm vậy. Mình để thêm trứng vô nha quý vị. Cuốn mấy cái sushi này tùy mình nào quý vị. Mình muốn để cái gì vô cũng được hết. Đây nè quý vị, hồi nãy giờ mình cuốn ra hai thứ rồi ha. Bây giờ là cuốn thứ ba, cái kiểu thứ ba. Quý vị nhớ nha, tay lúc nào cũng phải nhúng vô cái chén giấm, chứ không phải nhúng vô nước lạnh nha quý vị. Vì cái giấm này á là nó không có làm cho hư cơm. Quý vị có ăn được cá sống á thì mình cho vô, nhưng mà bị gì cá sống mình phải mua được cái thật là tươi mới nên ăn nha quý vị. Còn không có tươi á mình ăn mới đau bụng á. Cái này con nít nó ăn cũng được nữa. Mà cái thứ ba này nè quý vị là dễ ăn nhất, là bằng cái tuna salmon, mà một cái gói thịt cái cá mà tuna á quý vị. Nó có 1-2 đồng một gói à, ở quá mặt nó có bán. Chợ Mỹ chợ nào cũng có bán hết á. Rồi cái cua giả nha quý vị. Rồi bây giờ bắt đầu mình cuốn ha. Quý vị nhớ nha, mình nhớ giữ lại cái này. Giữ cho nó lại rồi mình mới đây mấy loại sushi là có 3 loại mà. Nói chung đây là cái tray California Rose và bông hồng. Bông hồng đây là mình làm bằng xoài nha quý vị. Còn đây là gừng, vì món ăn Nhật là mình phải có gừng, gừng ngâm giấm á. Còn đây là dưa leo, xoài, gừng và dưa leo. Mình trang trí cho nó dễ thương chút vậy đó mà. Đây nè quý vị, sushi mình đã làm xong. Đây sushi, một cái là wrap bình thường và một cái là trứng cá ở bên trên. Dạ, đó mình trang trí nha quý vị. Trang trí để mà cái hộp này để mình đem đi ăn tiệc với bạn ha quý vị ha. Chúc quý vị lần đầu làm thành công nha quý vị. Dạ rồi, cảm ơn quý vị cùng cuốn sushi với cô Hoa, sushi Rose ngày hôm nay, California Rose. Xin kính chúc quý vị được vui, luôn luôn có những món ăn ngon trong gia đình. Và hẹn gặp lại quý vị trên vlog bếp gia đình với cô Hoa trên VA Live Media. Have a good weekend. Bye bye.